À, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn bài lắp 3 của môn COM 108. Mục tiêu của hướng dẫn này á là để các bạn sử dụng cái menu này nè, thành thạo cái menu nhá. Đây, các bạn sử dụng thành thạo cái menu để các bạn điều khiển các cái bài tập mà giống như là assignment vậy đó. Ok chưa? Đó, thì bây giờ nè, theo tuần tự ha, các bạn nhìn nè. Theo tuần tự thì cô sẽ tạo từng bài tập một. Những cái bài này thì cô sẽ làm nhanh, cô sẽ hướng dẫn. Rồi, ok. À, những cái bài này thì cô sẽ làm nhanh nhá. Đó, cô sẽ hướng dẫn nhanh, bạn nào không hiểu có thể hỏi lại nhá. Đó, thì cô sẽ nói từng bước để các bạn làm luôn. Đấy, cái này thì cô sẽ không hỏi các bạn nữa, mà cô sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn. À, đầu tiên là các bạn lưu ý cho cô nè, để làm bài này á, các bạn tạo cho cô một cái thư mục nhá. À, giả sử như cô tạo một thư mục như thế này nhá. À, cô tạo thư mục là lắp 3 ha, new một cái thư mục. Để làm được bài này thì các bạn cắt file, các bạn để chung một thư mục nhá. Đấy, các bạn để cho cô là com 108, com nè 108, xong ship gạch lắp 3 ha. Các bạn lưu ý là đừng có đặt tên có dấu nè, ok không? Không đặt tên có dấu, có tiếng Việt có dấu đó, không, cũng không cần, không nên để dấu cách. Thực ra để dấu cách thì không ảnh hưởng đâu, nhưng mà cũng không nên. Đó, và cô sẽ tạo file ở trong, để trong thư mục này nhé. Tất cả các file cô để chung một cái thư mục ha. Đấy, nhớ nè, lưu ý là để chung một thư mục cho cô. Ok. Thì đầu tiên là cô sẽ tạo một cái file mới, như một cái soft file. Cô không tạo project nha các bạn. À, thực ra thì tạo project cũng được, nhưng mà không tạo cũng không sao. À, mỗi ví dụ như là các bạn làm riêng từng file trong C thì riêng từng file nó vẫn chạy. À, còn tạo project thì nó hơi rối rắm một tí. À, nhưng mà tùy ha. Ví dụ như là có những cái công cụ, cái tool mà bắt buộc phải tạo project thì tạo, còn những tool mà không bắt buộc thì thôi, cũng không cần thiết nhé. Ở đây các bạn là include, đúng không? Studio Mac, rồi Interior Main. Đó. Rồi. Bài này thì các bạn lưu ý cho cô là các bạn chương trình tính học lực đầu vào ở đây rất là rõ này, input là đầu vào là điểm của sinh viên và điểm phải thỏa mãn từ 0 đến 10. Đó, đầu ra là hiển thị cái học lực của sinh viên. Ok chưa? Hiển thị cái học lực của sinh viên. Ok. Thì ở đây thì cô sẽ viết trực tiếp luôn ha. Đấy, đầu vào này là các bạn nhập điểm. Điểm thì có thể là để float, các bạn khai vào biến điểm này. Ở đây các bạn để return khỏi quên nhé. Return không này. Khai vào điểm biến điểm. Xong để các bạn nhập điểm ha. Printf này. Ok, nhập điểm. Rồi, scanf. Đấy là phần trăm f, và cái này là và điểm. Ok. Ok, xong rồi, nhập điểm rồi nhá. Bây giờ các bạn nè, các bạn nếu muốn bắt lỗi điểm phải thỏa mãn từ 0 đến 10 thì các bạn để vòng lặp. À, nhiều bạn là để có thể dùng cái go to x, đó là cái nhãn, cái label. Tuy nhiên, các bạn lưu ý là nhãn là người ta không hay dùng nữa, bởi vì nhãn nó sẽ làm phá vỡ cấu trúc lập trình. Cho nên là cái code mà vẫn còn sử dụng nhãn là code đấy rất là cổ xưa rồi. Code mới người ta không dùng nhãn, mà người ta dùng vòng lặp để thay thế cái nhãn nha. Bản chất nhãn là nó cũng lặp thôi. À, thì người ta dùng vòng lặp để thay thế cái nhãn. Thì bây giờ là cô sẽ, để cô record lại nhé, xin lỗi ha, để cô record lại, quên. Đây, record lại nè. Đấy, ok chưa? Đấy. Rồi. Thì ở đây thì cô sẽ không dùng nhãn. Mặc dù dùng nhãn các bạn nhìn tưởng là dễ, các bạn nhìn đi đầu tiên các bạn nhìn nó dễ, nhưng mà khi các bạn dùng nhiều á, một cái code mà rối rắm các bạn dùng nhãn các bạn sẽ bị rối. Cho nên khi để mà kiểm tra cái điểm có thỏa mãn hay không á, thì mình nếu mà thỏa mãn thì mình sẽ tính, mình gọi là mình tính học lực,
xếp học lực, còn nếu không thỏa mãn mình bắt nhập lại đúng không? Thì cái việc bắt nhập lại đấy là các bạn phải để trong vòng lặp đúng không các bạn? Cô dùng cái vòng lặp do while. Ok chưa? Rồi. Ok. Rồi các bạn lưu ý là trong param điểm thì nó có một cái điểm gọi là điểm cốt để đẹp đúng không? Đấy, cốt đẹp thì các bạn lưu ý là tiêu chí cốt đẹp là thứ nhất là đặt tên biến nó phù hợp nè. Thứ hai nữa là có thò thụt nè đúng không? Cốt rõ ràng nè, clear nè thì được gọi là cốt đẹp. Được chưa? Thò thụt rõ ràng luôn. Ok chưa? Rồi. Nhập why. À, trong khi điểm mà không thỏa mãn thì bắt đầu nhập lại. Vậy điểm không thỏa mãn là điểm nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10 thì là không thỏa mãn. Thì không thỏa mãn thì bắt nhập lại. Ok chưa? Rồi cô lưu lại nè. Lưu ý nhá. Cô lưu nhá, cô lưu bài 1 nhá. Cô lưu vào log 3. Cô lưu là bài 1. Bài 1.cpp. Được chưa? Ok. Rồi. Các bạn chạy thử nè. À, nó cho nhập điểm ha. Đầu tiên là nhập điểm cả đã. Ví dụ các bạn nhập -1 thì bắt nhập lại đúng không? Nhập 11 cũng bắt nhập lại, nhập 0 thì không bắt nhập lại nữa. Đúng không ạ? Thì cái này nè, chỗ này là để bắt lỗi cái điểm. Rồi, nếu như điểm nó thỏa mãn thì nó sẽ thoát ra khỏi vòng lặp. À, thoát ra khỏi vòng lặp thì mình bắt đầu xếp học lực nhá. Đây. Sorry. Đây. Nếu học lực mà điểm lớn hơn bằng 9 thì là học lực giỏi đúng không? Mình dùng câu lệnh là if else if. Ok. Điểm lớn hơn hoặc bằng 9 thì các bạn xếp là brilliant. Được chưa? Học lực giỏi. Ok chưa? Xé cái N xuống dòng ha. Đó. Rồi else if điều kiện ở đây á các bạn, điều kiện ở bên này nè là người ta nói là điểm lớn hơn 9 nhỏ hơn 9 và lớn hơn bằng 8. Thì các bạn lưu ý nè, mình nếu bình thường á các bạn sẽ kiểm tra là điểm nhỏ hơn 9 và điểm lớn hơn bằng 8. Đúng chưa? Tuy nhiên các bạn lưu ý cho cô nè, cái này là học lực là gì? Học lực là cái gì ta? Cái trên là xuất sắc, cái dưới là giỏi đúng không? Cái này là xuất sắc. Cái dưới là giỏi đúng không? Ok. Rồi. Thì các bạn lưu ý nè. Ở đây nhá, mình sẽ không cần cái điều kiện là điểm nhỏ hơn 9 nữa. Bởi vì là khi các bạn mà điểm mà lớn hơn 9 á, lớn bằng 9 á thì nó đã rơi vào đây rồi. Khi mà rơi vào else có nghĩa là nó không lớn hơn 9, nó không lớn bằng 9. Đương nhiên nó phải nhỏ hơn 9. Cho nên khi đã rơi vào else, khúc else phía sau này chắc chắn nó phải nhỏ hơn 9. Cho nên điều kiện này không cần nữa. Thấy chưa? Đó. Rồi tiếp những cái điều kiện sau các bạn cũng tương tự. Vậy là các bạn chỉ cần kiểm tra là 6,5 thôi, không cần điều kiện 8 nhỏ hơn 8 nữa. Vậy là các bạn lại else if đúng không? Cô copy nha. Đây. Đấy, cô copy nè. Đó. Điểm lớn hơn bằng 6,5 đúng không? Cái này là khá đúng các bạn. Rồi lại else tiếp. Lớn hơn bằng 5. Đây là trung bình đúng không? Ok. Trung bình. Trung bình. Được chưa? Rồi, điểm mà 3,5 là yếu đúng không? 3,5 là yếu đúng không? Đây là yếu. Yếu, cái này là 3,5 đúng không? Rồi, còn ngược lại, mình bây giờ không cần so điều kiện này nữa, mình chỉ cần ngược lại thôi, else là kèm đúng không? Đó, else. Đấy, cái này là kèm, ok chưa? Đồng ý không? Đó, xong rồi. Vậy là mình xong được bài này các bạn nhé. Rất đơn giản đúng không? F 11 nè. Ở đây các bạn nhập là 5 thì nó là trung bình. Đó. Ok chưa? Đó. Ví dụ là 10 thì chắc là xuất sắc rồi. 11 thì là nó bảo là nhập bắt nhập lại đúng không? 11 thì bắt nhập lại rồi. Ok chưa? Đó. 2 thì là kém. Ok chưa? Vậy là cô đã xong được bài 1. Nhá.
Đó, rất đơn giản. Bây giờ mình tạo tiếp cái bài 2 nhé. Mình tạo tiếp cái bài 2. Đây, bài 2. Xây dựng chương trình giải phương trình bậc nhất. Ồ, bạn nào có chương trình này rồi nhỉ? Bài này hơi dài. Có cần giải lại không? Dài quá ha. À? Bậc 2 nữa, trời ơi, cả một rừng. Ôi, tính tiền điền, tính tiền điền cô có rồi nhá. Cô có rồi, cô copy được không? Bài 3 nè. Nó dài lắm, bữa trước làm rồi. Rồi, ní dụ cái nè. Bài 3 đúng không? À, tính tiền điền của cô đâu nhỉ? Cô mở cái bài tính tiền điền của cô nha. Tính tiền điền là chức năng mấy các bạn? Chức năng 4 à? Chức năng mấy ta? Ý, cô bỏ nhầm. Mở cái Excel, sorry. Tính tiền điền là chức năng như chức năng 4 à? Chức năng 4 cô để vào đây rồi à? Chức năng 4 làm gì các bạn nhỉ? Rồi, tính tiền điền đúng không? Rồi, bài tính tiền điền cô copy luôn nè. AC nè, cô copy vào đây. Làm rồi, không làm nữa. Làm rồi, làm nữa, nó mất công. Được rồi, ok chưa? Cô lưu lại nè. Cô lưu vào bài lab 3. Đấy, bài 3 nhá. Cô lưu vào bài 3 nè. Bài 3.cpp nè. Ok chưa? Ở đây các bạn để main nhá. Main nè. Cô chạy nè, tính tiền điện nè. Nhập nè, 25 kW nè, ra giờ kW nè, đúng không? Đó, ví dụ như là 75 kW nè, nó ra tiền nè. Được chưa? Ok. Thì ở đây cô tách hàm nè các bạn. Ở đây cô tách hàm này, các bạn nhìn thấy không? Cô tách hàm nè. Đó. Cô tách hàm tính tiền điện riêng. Đầu vào sẽ là kW nè. Tiền điện nè, đầu ra sẽ là tiền điện nè. Đấy, cách cô làm nè. À, tính tiền điện nè, cô tính nhá, cô lấy cái tiền điện để đầu tiên gắn bằng không. Đó, sau đấy kW mà lớn hơn không thì tôi mới kiểm tra. Còn kW mà nhỏ hơn không thì nhỏ hơn bằng không thì tôi cho tiền điện bằng không hết. Tại vì không có kW bằng không đúng không? Rồi. À, nếu các bạn muốn bắt lỗi thông báo thì bắt ở phía nhập ở phía trên này. Còn cái này tôi không bắt nhá. Đáng lẽ chỗ này cô không cần bắt luôn nhưng mà thôi tôi bắt lỗi ở đây. Nếu cứ nhỏ hơn bằng không là cô cho điện tiền bằng không hết. Rồi. Thì cứ tính theo từng mức tiền điện bình thường thôi. Cái này các bạn quá quen rồi, đúng không? Rồi, bây giờ cô gọi hàm nè. Cô nói lại một chút về cái phần gọi hàm nhé. Ở đây nè, cái dòng này của cô nè, chính là dòng để khai báo cái mẫu của hàm. Khai báo hàm. À, bởi vì thế này, nếu các bạn viết hàm phía trên main thì không cần khai báo. Nhưng mà cái thói quen của cô là cô không viết hàm phía trên main mà cô viết hàm ở dưới cái hàm main. Ở đây các bạn lưu ý mình sẽ có hai hàm, một cái hàm main và một cái hàm tính tiền điện. À, hàm main thường cô sẽ viết đầu nhá. Đấy, bởi vì vậy nên muốn sử dụng cái hàm tính tiền điện thì cái hàm tính tiền điện viết sau hàm main cho nên nó phải khai báo hàm tính tiền điện trước. Ok chưa? Được không ạ? Được chưa? Rồi rồi, chờ cô một xíu nha. Đâu nào? Rồi bây giờ nhé, các bạn gọi gọi hàm, các đầu tiên đến đây là các bạn khai báo hàm, xong đấy các bạn sẽ khai báo biến là và nhập giá trị kilowatt giờ, sau đấy các bạn gọi hàm nhé, gọi hàm nè và truyền kilowatt giờ này vào trong hàm. Thì khi truyền kilowatt giờ vào trong hàm thì nó sẽ nhảy xuống hàm để nó thực thi, nó nhảy thử xuống hàm, nó thực thi từng cái dòng lệnh một ha. Thực thi xong nó trả về cái tiền điện, tức là nó tính toán tiền điện. Xong nó trả về tiền điện. Thì tiền điện nó sẽ trả về tài lời gọi hàm. Xong cái tiền điện đó nó trả về cái biến này. Và các bạn chỉ cần xuất biến này ra màn hình thôi. Đó. Thì đó là cách để gọi hàm. Cái này được gọi là lời gọi hàm nhé. Vậy là cái bài 3 là coi như mình làm xong rồi ha. Được chưa? Rồi. Vậy là coi như mình có 3 bài. 4 bài hả? 4 bài. Bài giải phương trình bậc nhất, giải phương trình bậc 2 nữa. Mà hai bài thôi không làm nữa, mất thời gian các bạn nhé. Được chưa? Có muốn giải không? Có muốn bạn nào muốn giải không? Phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2 không? Có không mấy đứa? Quốc Nam hả? Quốc Nam sao Nam? Giơ tay là ý gì? Sợ mất em không giải cô, giải sợ quên lắm. Giải hả? Dạ. Ok. Rồi, bây giờ mình làm bài 2. Bài mấy ta? Bài
bậc 2. Rồi bài 2 là có hai bài, là bài bậc nhất và bài bậc 2. Ok chưa? Cô làm bài bậc nhất nha. Đấy, làm cái này để luyện code thôi, chứ còn mà trong thực tế thì không ai ngồi đi giải mấy bài này đâu. Thầy cô ơi, cho em hỏi biết không? Ờ, hỏi đi em. Dạ, cái assignment bài 7 á cô, bài 7 á. Ừ. Em không hiểu cái đề đó cô. Thực ra là bài 7 đâu cần phải làm. Thì em về em làm mà em không hiểu cái đề. À, rồi từ từ nói sau nhá. Dạ. Tại vì bài 7 là không cần các bạn phải làm. Rồi, ok. Rồi giải phương trình bậc nhất. Thì phương trình bậc nhất nó có dạng là AX cộng B bằng 0, đúng không? Đúng chưa? Và mình cần tìm X, đúng không? Vậy các bạn đố các bạn biết nào, đủ số đầu vào là cái gì? A B. Đúng rồi. Đầu ra là? Trừ B chia A. Là X. Trời ơi, chắc gì đã là trừ B chia A, đúng không? Rồi các bạn nhập đầu vào đã, là AB đã, đúng không? Rồi, integer AB. Rồi các bạn nhập ha, printf. Nhập A 2 chấm. Cần đi nhập A'B luôn. Đó, cho nó gọn, đúng không? Scanf. Đó, phần trăm D, phẩy. À, và A, phẩy, và B, đúng không? Ok, được chưa? Rồi. Sau khi nhập AB rồi, các bạn mới kiểm tra này. Nếu A bằng 0 thì sao? Nếu A bằng 0. À, để kiểm tra điều kiện nào. Nếu giả sử A bằng 0, thì có phải là phương trình nó sẽ suy biến đúng không? Bây giờ mình phải xét B. Nếu B bằng 0 thì là vô số nghiệm đúng không? If mà B còn bằng 0 nữa, thì là báo, xuất ra cái thông báo là printf. Phương trình vô số nghiệm. Rồi, ok chưa? Còn ngược lại mà B khác không, else, ngược lại thôi, không cần ghi chữ B khác không nữa. Bởi vì cái chữ else ngược lại có nghĩa là B đã khác không rồi. Ngược lại của bằng không thì nó sẽ là khác không rồi. Thì là phương trình bị vô nghiệm. Đúng không? Xuất ra màn hình nè. Phương trình vô nghiệm. Đấy. Các bạn có để ý thấy cô khi cô viết code không? Code mà giống nhau cô không gõ, cô copy cô đưa xuống, cô sửa. Thì khi các bạn làm bài thi cũng vậy. Các bạn đừng ngồi gõ từng dòng, không đủ thời gian đâu. Thấy khúc nào mà giống giống nhau, copy đưa xuống, đúng không? Đấy, đó là cái mẹo để làm bài nhanh nhá. Rồi, else. Rồi. Else của cái này là else của trường hợp nào? Của trường hợp là A bằng 0 thì else của nó sẽ là A khác 0, đúng không? À, thì khi đó biến của ta sẽ có là float. À, float. À, x. X sẽ gắn bằng. X sẽ gắn bằng A chia âm B chia. À, chia A, đúng không? Và khi đó các bạn in ra thông báo là nghiệm của. À, nghiệm của phương trình. À, nghiệm. Phương trình có nghiệm là có, đúng không? Có nghiệm 2 chấm phần trăm f. À, phần trăm là chấm 1 f đi ha. Đó, phẩy. À, x là xong, được không? Ở đây có một điểm lưu ý ở đây, các bạn biết là cái gì không ạ? A là số nguyên, B là số nguyên, thì khi các bạn chia số nguyên cho số nguyên, nó sẽ lấy phần về phần nguyên. Để các bạn muốn nó là sao số thực thì các bạn phải đổi hai cái này thành số thực. Đó là một cách. Cách thứ hai là các bạn nhân với 1.0, tức là biến nó thành số thực. À, đó là cái mẹo. Đó là cái mẹo ha. Đấy. Nếu không á thì các bạn biến 5 chia 3 nó được bằng 1 à. À, chứ không phải bằng 1 phẩy mấy. Hiểu không? Số nguyên chia cho số nguyên nó ra phần nguyên. Cho nên các bạn biến nó thành số thực. Đấy. Học cái này trong C cũng vậy, trong Java cũng vậy, trong C sharp nó cũng vậy luôn. Nó là cái mẹo vậy đó. Tại vì là set là chia lấy phần nguyên mà. Đúng không? Đấy. Cái này lưu ý nè, cô nói luôn là đó là một cái mẹo thôi nhá. Đấy, chạy thử nè. Ồ, may quá không có lỗi mày đứa ơi.
Đấy, không nè. B mà bằng 5, 8 cái nó bảo là phương trình vô nghiệm nè, đúng không? Đó. À, cái này là bằng 0 nè. B bằng 0 cái nữa nè. Thì nó bảo là vô số nghiệm nè. Đúng không? Đấy. Nếu mà bằng B là bằng 5, A là bằng 5, B bằng 7 thì nó ra là âm 1,4, đúng không ạ? À, ok. Đấy, ví dụ như thế. Là vậy là được cái bài 2 ship gạch 1. Rồi có cần làm thêm bài 2 ship gạch 2 không? Giải phương trình bậc 2 cần không? Alo. Đây là giải phương trình bậc nhất, vậy giải phương trình bậc 2 cần không? Alo. Thôi nhá. Thôi Dạ nhá. hơi dài lắm cô. Hả? Dạ hơi dài lắm. Dài, đúng rồi. Dài lắm nhỉ. Đó. À. Ok. Tí nữa tôi sẽ chỉ cho cách làm nó bớt dài. Càng ngắn là càng khó cô ơi. Thôi để em thích làm dài cô ơi. Dài cũng dễ hiểu cô ơi. Dạ, dễ hiểu hả? Làm ngắn là nguy cơ nhiều lắm mà. Rồi rồi, ok. Có cách nó sẽ bớt dài, cách tận dụng được phương trình bậc nhất nha. Tại vì phương trình bậc 2 mà suy biến nó thành phương trình bậc nhất. Đây, có ai nghĩ đến cái trường hợp đấy không ta? Khi mà phương trình bậc 2 nha, là nó có phải là ax bình đúng không? X bình cộng bx cộng c bằng 0 đúng không? Thì có phải khi a bằng 0 á thì phương trình nó suy biến thành phương trình bậc nhất đúng không? Mà phương trình bậc nhất đã giải chưa? Rồi. Giải rồi. Thấy không? Thấy hay không? À. Rồi. Có muốn không? Có muốn áp dụng không? Có muốn làm không? Có muốn làm theo kiểu đấy không mấy đứa? Tận dụng cái này không? Tận dụng code đã làm rồi không? Alo? Thôi đó rồi. Dạ thôi đi coi. Thôi hả? Sao mình đứa nó nháp nhỉ? Rồi ok. Thôi thì thôi. Bạn nào thích thì bữa nào mình chiến. Cái đấy là cái hay lắm nha. Tại vì code á các Chiến bạn. luôn. Hả? Không được. Chiến luôn được. Không được nào. Rồi từ từ. Ta quay lại bài menu. Không làm bài giải phương trình bậc 2 nữa. Mình làm bài 4. Bài menu ha. Cô làm một cái soft file. À, người ta yêu cầu gì đấy ạ? À, người ta yêu cầu là xây dựng menu chương trình cho 3 bài tập trên. Sử dụng switch case để gọi 3 bài tập đúng không? Bây giờ mình đã làm 3 bài tập rồi. Mà bây giờ mình muốn gọi vô đây. Không lẽ copy hết vào thì nó kỳ quá. Đúng không ạ? À, thì mình sẽ làm sao nào? Include studio.h nha. Main. Đó. Ok. Lưu lại nhá. Bài này cô ghi là bài 4. Bài chính là bài menu á. Ok chưa? Thì đầu tiên mình cho người ta xuất ra một cái menu cái đã để người ta lựa chọn đúng không? Rename. Đó, cái này là cái menu. Ok chưa? Xẹt cái n xuống dòng. Bạn nào thích trang trí trang điểm gì đó thì trang trí thôi. Đó. Ok. Rồi, rename. Ok. Rồi. Cái gì đây? Một chấm là chọn bài 1. Rồi copy thôi các bạn nhé. Các bạn đừng có gõ làm gì cho mất công. À, muốn thoát thì để bài thoát đúng không? Đó, bài 1 nè. Bài 2, bài 3 không là thoát. Đúng không? Chưa? Đó, bài 3, bài 2 đúng không? Ok. Rồi, thêm một cái dòng prenet nữa là nhập từ 1 đến 3 để chọn bài. Nhập không để thoát nhá. Rồi hai chấm, rồi xuống dòng, mình phải có cái biến để chọn đúng không? Biến in để chọn nè. Ok. Rồi các bạn nhập cái chọn ha, scanf. À, phần trăm D để chọn. Đúng không? Ok.
Cái này các bạn thuộc lòng rồi. Rồi bây giờ mình dùng cái switch để mình lựa chọn thôi. Switch. Chọn. Ok. Rồi case 1. 2 chấm. Rồi bài 1. Rồi break. Rồi bây giờ cây 2, cây 3, cây 4 copy. Đó, đừng có ngồi gõ ha. Đừng ngồi gõ. Cây 2, cây 3. Rồi cái cuối cùng à, cây 4 là cây 0 là default. Cuối cùng là default. Đó. À, printf. Mời chọn 1 đến 0 đến 3. Ok. Xé cái n cho nó xuống dòng. Ok. Rồi. Bây giờ mình đổi thôi. Mình copy, mình đổi thôi. Cái này 2. Cái này 3. Cái này là 0. 0 thì ghi là thoát. Printf. Là thoát thôi. Đúng không? Đó. Rồi. À, vậy là mình làm xong cái menu. Cô chỉ xài cái system clear không? À, 1, 2, 3. System clear là làm sạch cái màn hình. System à, mở ngoặc clear. Đó. Thì cái system clear thì nó nằm ở trong cái thư viện là stutterleaf.h. Nó sẽ làm sạch cái màn hình luôn. Đó. Nó sẽ làm sạch màn hình. Đấy, các bạn làm gì đó xong nó xóa, nó mất hết. À, vòng nếu quay lại vòng lặp thì nó mới mất nhá. Đó. Ok chưa? Rồi. Dạ, hồi chưa cô nói còn cái trà dưới nữa cô. Tí nữa dùng tới cái vòng lặp for cô sẽ nói nhá. À, vòng lặp cô sẽ nói nhá. Rồi. Bây giờ cô nói đến cái dùng cái này cái đó này. Bây giờ cô muốn gọi bài 1 đúng không? Bài 1 có rồi này. Bây giờ cách làm nè. Cô nhúng bài 1 vào đây. À, nhúng nè. Include. Dấu nháy nhá. Bài 1.cpp. Đó, nó phải đặt chung một thư mục nha. Khác thư mục gọi rất là rối rắm. À, gọi file bài 1. Xong đấy, trong bài 1 này nhìn nè. Trong bài 1 các bạn chỉ cần đổi cái hàm main thành tên một hàm khác là được. Bài 1. Được chưa? Đấy, đừng để hàm main là được thôi. Ở đây các bạn gọi nè. Tới bài 1. À, cái hàm tôi đặt, cô đặt cái hàm đấy là tên là bài 1 này. Cô đặt cái hàm tên là bài 1 này. Đúng không? Thì ở đây sẽ... Ở đây cô gọi tên hàm là bài 1 là xong. Rồi chạy nhá. F1. Cô bấm số 1 nè. Cô phải nhập điểm không? Thấy chưa? 10. Là học lực xuất sắc đúng không? Đúng chưa? Đấy. Từ cái menu này nè. File bài 4. Từ bài 4 cô gọi đến cái hàm của bài 1. Bằng cách là cô include cái file đó vào. Sau đấy cô đổi cái hàm main thành một cái tên hàm nào đó tùy các bạn, miễn là tên hàm đúng quy tắc là được thôi. Ví dụ như chương trình 1, bài 1 hay cái gì đúng đó, đúng quy tắc là được thôi. Chỉ cần đổi tên đừng làm gì cả. Không cần làm được bất cứ cái gì hết, không cần làm gì hết. Rồi, từ nó gọi. Được chưa? Bài 1. Rồi tiếp nha. Bây giờ bài 3. Các bạn thấy bài 3 rối rắm đúng không? Nó có hai hàm nữa các bạn. Xong rồi hàm này lại gọi tới hàm kia. Kệ, không quan tâm. Chỉ cần các bạn đổi tên cái hàm main thôi. Bài 3. Và ở đây các bạn chạy cái anh này. Ở anh này các bạn nhúng nó vào. Include nó vào, đổi thành bài 3 đây. Và đây là cái hàm gọi ở menu bar nè. Là gọi cái hàm bài 3. Tức là tên hàm đặt sao các bạn gọi vậy. Được chưa? Rồi chạy thử nha. Rồi. Bài 3. Nhập kilowatt giờ. Đúng chưa? Hay không? Thấy gòn chưa?
Tức là cái hàm này, cái bài 4 các bạn chỉ để cái menu, đừng để cái gì khác cả. Được chưa? Rồi, bài 2 cũng vậy. Thay cái này thành bài 2. Đó. Rồi nhúng ánh này vào. Bôi, copy. Đấy, bài 2. Shift gạch 1. Đó. Ở đây gọi tới bài 2, giải phương trình bậc nhất. Là xong rồi. Thấy đơn giản chưa? Thấy đơn giản chưa? F4. Thấy chưa? Bài 2. Đó. Nhập 2, 1. Đó. Âm 0,5. Đó. Ví dụ thế. Rồi. Bài 1. Đó. Nhập điểm. 10. Được chưa? Ok. Ok. Dễ không các bạn? Thấy đơn giản chưa? Thấy bài đơn giản chưa? Ok. Được không Bảo Ngọc? Bảo Ngọc cười rất là tươi. Rồi. Rồi bây giờ dùng vòng lặp là để cái chương trình mình không có dừng. Tức là mình chọn 1, xong mình thực hiện 1, xong mình muốn chọn 2. Thì cô sẽ làm như thế này. Cô để vòng lặp đu quay. Đúng không? Cái này hôm trước hướng dẫn một lần rồi, cho nên hướng dẫn lại cô sẽ làm nhanh thôi. Cô bôi, cô thụt vào một tab. Các bạn nhớ nha, viết code khối lệnh là phải thụt vào một tab. Đây. Cái câu lệnh này nằm trong do, cho nên nó phải thụt vào một tab so với do. Câu lệnh này nằm trong switch, nó phải thụt vào một tab so với switch. Câu lệnh này nằm trong case, nó phải thụt vào một tab so với case. Đó, thấy không? Đó, các bạn nhìn thấy code nó rất là gọn gàng đúng không? Rồi. Thì bây giờ chạy thử nhé, why. Khi nào thì nó dừng ạ? Khi nó nhập không nó dừng. Vậy khi tròn mà khác không thì nó còn lặp. Tròn khác không thì nó còn lặp. Còn tròn bằng không thì nó sẽ lập tức nó dừng. Ok chưa? Rồi chạy nào. Đó, các bạn nhập 1. Nhập điểm 10. Xuất sắc. Rồi nó lại lặp tiếp. Thì các bạn biết là nó bị dư nè. Nó lặp luôn cái menu. Nó bị dư. Thì tôi clear. Tôi clear trước cái menu này, tôi clear hết. Đúng không? Thì trước cái menu này, cô sẽ dùng cái system clear, clean. Đấy, clean screen á, clear screen nè. Thì muốn dùng cái hàm system clear screen thì các bạn phải sử dụng cái include cái stdlib.h ha. Rồi, các bạn nhìn nè. F11 nha. Đấy. Đấy rồi, à, cô chưa tắt cái này, sorry. Cô trở lại nè. Rồi bây giờ nè, 1 nè, nhập 10. À, các bạn nhìn nè. Cô phải xem được kết quả đúng không? Chưa xem được kết quả, chưa kịp xem được kết quả nó clear mất rồi. Nhập 2 nè, nhập A nè, 2 nè, 1 nè. Chưa xem được kết quả là gì thì nó đã clear mất rồi. Cho nên là cô phải dừng nó lại cái đá để nó cô xem kết quả. Thì cô enter cái thì nó mới đi tiếp. Thì cô dùng cái hàm get. Get, get sau why, trước why nha, cái get ở đây nè. Nó ngoài suýt nha. Đó, get. Cô để thẳng hàng là các bạn để ý nè. Thì hàm get này, nó nằm trong thư viện là conio.h. Đấy, cái này là conio. Conio.h. Đó, chạy nè. Cái get là nó dừng màn hình lại, chờ mình cho mình nhập cái dấu nhập dấu gì cũng được, nó cũng tiếp tục. Nhưng mà thường sẽ nhập dấu enter. Đúng không? Tức là hàm get là hàm cũng nhận một ký từ đó các bạn. Đó, đây. Một là điểm là nhập 10. Đó, nó dừng lại cho mình xem kết quả nè. Rồi mình enter cái nó tiếp tục nè. Rồi, ví dụ như chức năng 2 nè. Nhập A là 2 nè, 1 nè. Nó dừng lại cho mình xem kết quả nè. Đó, chức năng 3 nè. Đó, kWh nè. 100 nè. Đó, ra kWh nè. Enter nè. Thấy chưa? Không nè. Đó, thoát à, enter cái thoát nè. Được chưa? Ổn đó. Được chưa các bạn ơi? Hiểu? Ok rồi. Tường minh chưa? Rõ ràng chưa? Mạch lạc chưa? Rồi. Okay, tạm dừng tí.